Bác sĩ cho em hỏi, nhà bên cạnh của em có người bị F0 thì virus này có thể lan trong không khí không ạ? Em sợ mở cửa đi qua thì nó bay vào người ạ. Một cái câu hỏi của bạn, nhất là trong những cái giai đoạn đầu mà khi mà có đại dịch Covid thì cũng nhiều người lo lắng như vậy. Thế nhưng mà bạn phải hiểu rằng là tại sao mà Bộ Y tế đã quy định là cái khoảng cách an toàn giữa mọi người là khoảng cách tối thiểu là 2 mét. Bởi vì là sao? Virus này nó có thể nằm ở trong các cái giọt bắn, nhưng mà các cái giọt bắn này nó không thể là bay quá xa được. Thế cho nên nếu trong trường hợp mà gia đình hàng xóm nhà bạn thì chắc chắn là cái khoảng cách là tôi nghĩ là nó trên 2 mét rồi. Cho nên bạn cũng không quá lo lắng khi mà đi qua lại như thế. Tuy nhiên thì mình vẫn phải tuân thủ đầy đủ tất cả cái vấn đề về 5K. Khi ra ngoài thì mình vẫn phải đeo khẩu trang, thế rồi sát khuẩn tay nhanh cũng như là rửa tay thường xuyên. Và khi về thì mình nên tháo bỏ các cái vật dụng mà mình đã dùng khi mà mình đi ra ngoài theo đúng cái quy định của Bộ Y tế. King Fucoidan and Agaricus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư với thành phần chính là Fucoidan, chiết xuất từ tảo nâu Mozuku Nhật Bản, kết hợp với nấm Agaricus chứa hàm lượng beta glucan cao nhất, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không nhiễm phóng xạ và kim loại nặng. Thành phần được chiết xuất tinh khiết, không lẫn các tạp chất, không chứa iốt, mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe người bệnh như hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, trung hòa các gốc tự do, chống lão hóa cho cơ thể, đặc biệt hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa chất độc hại. King Fucoidan có dạng viên nang, nhỏ gọn, dễ uống, bên trong chứa dạng bột hoạt chất tinh khiết, giúp hấp thu nhanh chóng và dễ dàng, đặc biệt rất an toàn, không tác dụng phụ. King Fucoidan được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản, đạt chuẩn GMP, nhập khẩu nguyên hộp, có đầy đủ tem nhãn, giấy tờ, chứng nhận. Đối tượng sử dụng King Fucoidan bao gồm người trưởng thành muốn tăng cường sức đề kháng, người đang tiếp cận các hóa chất độc hại. King Fucoidan and Agaricus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần dược phẩm Sisina. Gọi ngay cho chúng tôi 1-800-0069, tổng đài miễn cước để được tư vấn trực tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.